Quý vị, nâng cao chiếc cúp vô địch giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT đang là khao khát với mọi đứa trẻ yêu bóng đá tại Bà Rịa Vũng Tàu vào mỗi dịp hè. Ở nhóm tuổi U11, thành phố Vũng Tàu hiện đang là đương kim vô địch. Nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng và lối chơi, U11 thị xã Phú Mỹ đang quyết tâm soán ngôi ở mùa giải năm nay. Phú Mỹ đang sở hữu lứa cầu thủ sinh năm 2013 tiềm năng với nhiều gương mặt nổi bật đã thi đấu hoặc đối đầu nhau ở các giải đấu cấp thị xã suốt một năm qua. Đến với cúp truyền hình BRT mùa năm, các em sẽ cùng chung chiến tuyến, cống hiến trong màu áo của U11 thị xã Phú Mỹ. Bề dày lực lượng thì tôi thấy cũng ổn. Rồi các cháu nói chung là cũng rất là chững chạc về cách chơi và những cái chiến thuật thầy đề ra làm cũng rất là tốt. Kỹ năng tốt, giàu đam mê, khát khao, tập thể đội U11 thị xã Phú Mỹ càng thêm mạnh mẽ trong môi trường rèn luyện có chuyên môn và tính kỷ luật cao. Đội U11 thị xã Phú Mỹ của tụi con rất là đoàn kết, tập luyện rất là siêng năng và chăm chỉ để hướng tới chức vô địch cúp truyền hình BRT. Quả bóng vàng U11 thị xã Phú Mỹ giúp là động lực giúp con hướng tới cúp truyền hình BRT. Con sẽ nỗ lực thi đấu xuất sắc và giúp thị xã Phú Mỹ vô địch cúp truyền hình BRT. Sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự đồng hành ủng hộ của phụ huynh và khán giả là động lực để U11 thị xã Phú Mỹ thêm nỗ lực tự tin trong cúp truyền hình BRT sắp tới. Có thể nói là phát động sâu rộng trong cái thanh thiếu nhi, không chỉ ở các trường học mà các đội bóng đá ở cộng đồng để tham gia, để mình tuyển chọn được những cầu thủ xuất sắc hơn để tham gia thi đấu giải của tỉnh. Vô địch cúp truyền hình BRT mùa năm 2024 sẽ là món quà ý nghĩa mà những chiến binh nhí U11 thị xã Phú Mỹ hướng đến chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Tân Thành, nay là thị xã Phú Mỹ, cũng là thành phố cảng trong tương lai.